cũng kiểu căn cước. Sẽ được kèo dõi các trận đấu của nội dung bóng chuyền hơi trung tuổi, giải bóng chuyền hơi tranh cúp doanh nhân trẻ Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2023. Cuộc đối đầu trên màn hình diễn ra giữa đội nam trung tuổi Yên Phong Bắc Ninh và Điện Máy Ninh Hiệp. Các vận động viên Yên Phong Bắc Ninh phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi. Trang phục áo màu trắng. Tuy nhiên thì các vận động viên của Yên Phong Bắc Ninh phía của mình chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo màu trắng xanh đậm, và bên kia sân là đội Ninh Hiệp trong trang phục áo màu xanh lá, trắng và xanh lá. Điểm số trên sân lúc này Yên Phong Bắc Ninh đang tạm dẫn trước, điểm số là 6-1. Bóng vừa rồi điểm được nâng lên cho Yên Phong, điểm số là 7-1 rồi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu này. Đã nâng điểm số lên 4-7. Khi cầm vào kênh anh. Bây giờ vào. Với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn, và trận chung kết đã phải diễn ra đến gần 23 giờ đêm, chính xác là 12 giờ đêm. Những trận đấu nhiều cảm xúc. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta đang theo dõi các trận đấu của giải của nội dung U40. Các vận động viên đều có độ tuổi là 40 tuổi trở lên. Và ngày hôm qua là nội dung thi đấu của nội dung nam trẻ và nữ trẻ. Các vận động viên của chúng ta rất còn sung mãn sức khỏe, vì toàn là những vận động viên thi đấu thể dục thể thao thường xuyên, rèn luyện sức khỏe nhiều nên là các pha bóng vẫn còn rất là hấp dẫn và quyết liệt. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các trận đấu trong buổi sáng ngày hôm nay.
Xem trải nghiệm hình ảnh tốt nhất. Điểm số bóng trong sân. Điểm cho Yên Phong Bắc Ninh. Ai? Có và đây à? Hay bên kia. Bên kia thì em đồ đạc còn đang bình tĩnh á. Máy đây này. Để tí nữa em xem thu xếp. Ngồi im chỗ nha. Vâng, vâng, thiếu hỗ trợ em. Là bóng đính vạch. Lại thêm một điểm số nữa cho Yên Phong. Là Yên Phong Bắc Ninh đang tạm dẫn trước 12-9. Phong Bắc Ninh trang phục có màu
thì các chàng trai bên kia sân, và nếu như các vận động viên quay mặt lại thì chúng ta dễ dàng nhận diện về trang phục hơn. Nhưng xem theo chiều như thế này thì hai đội đều có trang phục màu trắng. Bên này sân sẽ là đội Yên Phong Bắc Ninh và bên kia là Điện Máy Ninh Hiệp. Đội hình đã ổn định rồi, trận đấu sẽ được tiếp tục. Chuyền hay của vận động viên số 7 bên đội Điện Máy Ninh Hiệp. Quả bóng khá bất ngờ. Các vận động viên của Yên Phong Bắc Ninh đã giật mình với quả bóng này và không có một phản ứng nào cả. Điểm số cho Điện Máy Ninh Hiệp 11-14. Số nữa cho Yên Phong Bắc Ninh, điểm số 16-11, cách biệt đang là 5 điểm. Ở trận đấu thứ nhất này thì các vận động viên Yên Phong đang đội lợi thế hơn, dẫn trước với khoảng cách như vậy thì nếu như họ vẫn duy trì được thế trận thì chắc chắn họ sẽ có được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Bật chắn Huyền Phong đi ra ngoài, điểm số cho chúng ta chờ đợi quyết định của bạn. Vậy là pha bóng vừa rồi diễn ra khá nhanh, nhìn thì thoáng mất tập trung, người đã không kịp cập nhật về tình hình pha bóng đó, nhưng có vẻ như điểm số vẫn thuộc về đội Yên Phong Bắc Ninh. Đây là đội hình của Điện Máy Ninh Hiệp. Anh em sáng không có gì, lúc nào là không chỉ đạo đội. Tối càng 11 giờ đêm vẫn chỉ đội chỉ đạo tập chung kết. Hơn 12 giờ đêm mất tập trung kết rồi. Và đây là những gương mặt của đội hình Yên Phong Bắc Ninh. Các vận động viên cũng có tuổi đời là U40 trở lên rồi. Vâng, Điện Máy Ninh Hiệp có sự thay đổi người, số 9 ra nghỉ và số 11 đã vào thay. Trận đấu tiếp tục. Một cú bóng tốt của Yên Phong Bắc Ninh, có một tình huống cứu bóng nữa của Ninh Hiệp. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đội Yên Phong dứt điểm. Một pha xử lý bóng vẫn trong cuộc. Đập bóng rồi. Nỗ lực cứu bóng của Ninh Hiệp. Và chiến đấu dai dẳng của hai đội. Chuỗi pha bóng cuối cùng lại rơi bên phần sân của đội Yên Phong Bắc Ninh. Chuỗi giao tranh kéo dài cũng kịch tính, nhưng điểm số đã được nâng lên cho Ninh Hiệp 10-27. Ninh Hiệp đập bóng ngoài sân, điểm cho Yên Phong 18-12.
tiền mỹ phẩm. Đấy, đúng rồi. Nỗ lực cứu bóng không thành công của đội Yên Phong. Điểm số cho Ninh Nghiệp 18, xin lỗi 13-18. Chắn của các vận động viên Yên Phong Bắc Ninh đi ra ngoài sân. Điểm số 14-19. Yên Phong đập bóng ra ngoài. Điểm số cho Điện Máy Ninh Hiệp 15-19. Là bóng lọt tốt. Đúng con. Bóng chưa qua lưới. Điểm cho Ninh Hiệp 16-19, cách biệt còn 3 điểm thôi. Quả bóng lót rất hay của số 1. Vận động viên tên là Trần Hà. Có số áo, đeo áo mang tên Trần Hà. Nhưng tên thật là như nào thì mình chưa rõ. Lại là những pha bóng kịch tính nữa. Phối hợp đánh nhanh không thành công. Pha bóng này. Bóng tiếp tục rơi bên phần sân của Yên Phong Bắc Ninh. Tình huống chạm bóng của số 2. Đấy, để bóng rơi xuống phần sân nhà. Chắc là tay của số 2 chạm vào bóng để bóng thay đổi hướng. Nó khiến cho đồng đội của anh đã không thể theo kịp. Điểm số 17-19 cho Điện Máy Ninh Hiệp. Có được hội ý nhưng mà nó hỏa hội ý hết rồi. Đáng tiếc Điện Máy Ninh Hiệp phát bóng không qua lưới cơ hội vừa rồi cho đối thủ điểm số thứ 20. Như vậy Yên Phong Bắc Ninh có điểm số thứ 20 và điểm số này phải nói là rất quan trọng. Cần một chạm thôi, cần một điểm số nữa. Như vậy là Yên Phong Bắc Ninh chắn bóng thành công. Điểm số 21-17 ở trận đấu đầu tiên. Điểm số 21-17 ở trận đấu đầu tiên. Phải nói là cũng đáng tiếc cho Điện Máy Ninh Hiệp. Nhưng đội hình của Yên Phong Bắc Ninh còn đã chơi tốt hơn. Yeah.
xem trực tiếp thì kênh sẽ phát trực tiếp ở trên fan trên kênh YouTube. Kênh YouTube này sẽ thường xuyên và tăng cường phát trực tiếp hơn cho mọi người được theo dõi. Còn lại thì ở trên fanpage thì kênh cũng mới gần đây mới là trực tiếp, nhưng thực sự là chất lượng hình ảnh ở trên YouTube thì bị giới hạn rất nhiều. Mọi người theo dõi thì hãy vui lòng truy cập kênh YouTube của mình, nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi các trận đấu mà kênh YouTube này phát trực tiếp, mọi người sẽ nhận được thông báo ở trên màn hình điện thoại thì có thể là cập nhật được các trận đấu của nhiều giải khác nhau trong thời gian tới đây. Rất mong là mọi người đồng hành cùng với kênh và giúp kênh nhấn nút đăng ký ở dưới góc màn hình bên phải, đồng thời là nhấn chuông, nhấn vào chuông, biểu tượng chuông và nhấn nút trên cùng nhất để nhận thông báo, nhận ngay thông báo khi kênh tạo sự kiện phát trực tiếp. Thấy rằng là cặp đấu của U40 vẫn đem đến cho quý vị và các bạn những pha bóng hấp dẫn, dù rằng sẽ không thể so sánh với nhóm tuổi nội dung bóng chuyền hơi trẻ ngày hôm qua của các chàng trai trẻ thi đấu, nhưng độ tuổi này thì các vận động viên của chúng ta vẫn có những thế trận hấp dẫn riêng. Hôm qua thì trận chung kết của nội dung nam đã phải diễn ra đến 23:50 mới kết thúc trong ngày 30 tháng 9. Có thể thấy rằng là cường độ thi đấu của các vận động viên trong một ngày phải nói là rất cao. Và trong trận đấu đó thì đội hình của doanh nghiệp trẻ Lạng Sơn đã rất nhiều các vận động viên bị chấn thương. Atikam nhìn tươi vui nhộn. Nhưng mà đang phát bây giờ thì đang phát live ở trên YouTube. Vâng. Hôm qua thì phát trên kênh Facebook nhưng mà hình ảnh nó bị giới hạn lắm. Anh đang live không? Vâng. Xem trên YouTube chất lượng tốt hơn, mình có thể mở TV nhìn nó cũng tốt hơn. Kênh gì nhỉ? ATK miền quê Vinh Hội ạ. Xem là ở chế độ 1080 60 frame, như để chế độ xem 420 hoặc là 720 thì hình ảnh nó không được tốt. Chúng ta chọn chất lượng nâng cao là chọn Full HD là 1080 để trải nghiệm là chất lượng tốt nhất của trận đấu này. Có thấy không? Nhất là kênh. Nhấp vào đấy rồi. Rồi. Và qua cái hình bìa tức là lúc nãy sơ suất ở trên tay. Nó biểu tượng đấy, như là mọi người nhìn là không nhận ra. Cái này trên được chọn trên 1080 thì nó tốt hơn. Nhấp vào chất lượng hình ảnh vẫn đang bình luận như vẫn mọi người đây là khi mà mình nhấp vào đây này. Tất cả video là khi nào mạng yếu nó sẽ đổi như thế, đây tự động chất lượng mình nhấp vào đây chọn lên cao 1080 này. Đấy, khi đấy thì sẽ là chất lượng phim HD. Chia sẻ thì bấm chia sẻ lên nhóm hoặc là nào cũng mọi người chưa biết đến kênh nhiều nên là có cái này đang lỗi đấy, xoay lại cái nữa thì nó mới full màn hình không mới đó, mình xoay cái lúc mình để. Mình đã sơ suất là để ảnh bìa của trận đấu này bị nhầm ở ngoài giao diện của trận đấu là hình ảnh của giải Yên Phong Bắc Ninh nên là nhiều người không nhận ra được cặp đấu này. Và thưa quý vị là đây là diễn biến của trận đấu thứ hai rồi, trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tính. Ở bên kia sân là đội Yên Phong Bắc Ninh đang tạm, vâng, như vậy là sau pha bóng vừa rồi hai đội đang tạm hòa nhau
sau tỷ số là 1 đều. Điểm số 1 đều. Xin lỗi là 3 đều. Pha bóng vừa rồi, Yên Phong tạm dẫn trước 4-3. Đính chính lại cho mọi người đang theo dõi ạ. Mọi người mới vào có thể là do đường truyền, chất lượng, vị trí, địa lý mỗi người khác nhau, nên là mọi người hãy chọn cái bánh răng ở bên phải màn hình ạ. Nhấp vào đó là bấm vào chữ nâng cao để chọn chất lượng hình ảnh xem là Full HD. Chọn chữ 1080 để xem hình ảnh với chất lượng đúng nét ạ. Điểm số cho Điện Máy Ninh Hiệp 4-6. Vâng, thưa quý vị, là cùng thời điểm này thì các cặp đấu của nữ cũng đang diễn ra tại Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi tỉnh Lạng Sơn. À, một pha phối hợp đánh bóng nhanh của đội Tiên Phong Bắc Ninh, nhưng đường truyền vừa rồi là không tốt, bóng đi thấp so với lưới. Điểm số cho Điện Máy Ninh Hiệp 5-6. Mới được cứu bóng, không thành công. Số 2 Ninh Hiệp đã cố gắng theo pha bóng vừa rồi, nhưng tình huống cứu bóng đã không thể đưa bóng qua lưới. Điểm cho Yên Phong 7-5. Bóng lật chắn Yên Phong. Điểm số cho Ninh Hiệp 6-7. Điện Máy Ninh Hiệp đang phản ứng rất gắt về quyết định của trọng tài cho pha bóng này. Trọng tài cho rằng bóng không chạm chắn. Quyết định cuối cùng của trọng tài vẫn là điểm số cho Yên Phong Bắc Ninh, điểm số 8-6. Trọng tài bắt kém quá. Ninh Hiệp đập bóng ra ngoài. Điểm số 9-6 cho Yên Phong. Điểm số cho Điện Máy Ninh Hiệp 7-9. Anh ơi, giúp em nhấc cái ba lô anh ngồi trong này. Cái đầu của anh có chiều cao nên là ba lô để bên này được này. Thôi bắt lỗi.
tấn công vừa rồi đã dẫm vạch 2m. Điểm số cho đội Ninh Hiệp 8-9. Bóng lật lưới, vẫn là lỗi dẫm vạch, lỗi dính bóng rồi. Tài ký hiệu là hai chạm. Điểm số 9-0 cho Điện Máy Ninh Hiệp. Trọng tài đề nghị đội Điện Máy Ninh Hiệp phát bóng lại khi mà trọng tài chưa thổi còi. Thưa quý vị, là trận đấu của giải bóng chuyền hơi danh nhân xứ Lạng năm 2023 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Lạng Sơn. Giải đấu lần này có 4 nội dung, đó là nội dung bóng chuyền hơi nam trẻ, bóng chuyền hơi nữ trẻ và nội dung chung tuổi của nam và nữ nữa. Vâng, quả bóng giao tranh và giằng co đang rất quyết liệt. Quyết định cuối cùng vẫn chưa đủ lực để ghi điểm. Và bóng tiếp theo, trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay của Điện Máy Ninh Hiệp trước khi ra ngoài sân. Quả bóng này thì điểm số Info Bắc Ninh 11-9. Hôm qua tuyển công hồ bất bản cùng lớp mình lại Lý Quốc Cường, hôm nay lại rất tốt cầu hồ. Và bóng thứ hai. Bóng rất căng, bóng đi mặt số 10 ở bên kia sân đối thủ. Số 11 không phải của Yên Phong mà là số 11 của Điện Máy Ninh Hiệp. Đập bóng đi vào đúng người vận động viên số 10 bên đội Yên Phong Bắc Ninh. Và trọng tài thổi lỗi của Yên Phong thêm một pha bóng này nữa thì điểm số cho Ninh Hiệp 11-0. Từ 3 giờ sáng rồi. Thì phòng tiếp tục với lần dẫn điểm 12-11. Tập bóng rất cố gắng của số 2 bên Điện Máy Ninh Hiệp. Nhưng đối thủ bên kia sân là Yên Phong đã bám chắn xuất sắc. Tình huống này thì Yên Phong nâng điểm số lên 13-11. Thưa quý vị, là trận chung kết hôm qua cũng như các trận bán kết tứ kết của nội dung nam trẻ diễn ra hết sức kịch tính và quyết liệt. Kênh có like trên fanpage. Nhưng tuy nhiên thì hình ảnh chất lượng không được đảm bảo do đường truyền không ổn định. Nhưng vì là chưa có đủ thời gian để đăng tải các trận đấu lên kênh YouTube này, mọi người tiếp tục hãy theo dõi kênh bằng cách nhấn nút đăng ký ở dưới góc bên phải màn hình và nhấn chuông để khi trận đấu được đăng tải thì quý vị các bạn sẽ được theo dõi. Phải nói là trận đấu đó diễn ra hết sức kịch tính và quyết liệt. Cặp đấu nào cũng hay, có thể nói là những cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng chuyền hơi. Ở trận bán kết thì Lê Tùng Lâm và Lưu Quốc Cường, hai đội hình đã gặp nhau cũng diễn đến set đấu thứ ba. Có thể nói là các vận động viên thi đấu hết mình và công hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, quyết liệt. Cùng với đó thì vào đến trận chung kết có rất nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra khi mà doanh nghiệp trẻ Lạng Sơn đối đầu với câu lạc bộ Đoàn Kết Hà Nội. Thì trận đấu đang cũng có thể nói là diễn ra kịch tính và kéo dài đến tận gần 12 giờ đêm, trong khi đội doanh nghiệp xứ Lạng bị chấn thương. Điểm số trên sân lúc này Yên Phong đang tạm dẫn trước là 14-13. Pha bóng vừa rồi, trọng tài thổi lỗi chạm lưới của Yên Phong và điểm số cho đội Điện Máy Ninh Hiệp 14-0.
đấu này sẽ tiếp tục diễn ra đến set đấu thứ 3. Ở set đấu đầu tiên thì đội Tiên Phong Bắc Ninh bên kia sân là đã là đội giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Set đấu này Ninh Hiệp cũng đang có một thế trận là 14 đều thôi, nhưng hy vọng là Ninh Hiệp có thể vươn lên ở set đấu này. Cặp đấu diễn ra cũng phải nói là kịch tính quyết liệt. Nhóm tuổi U40, các vận động viên không còn thể lực sung mãn như các chàng trai trẻ nữa, nhưng những gì các vận động viên đang thi đấu, đang cống hiến ở trên sân cho khán giả thì phải nói là chúng ta rất đáng tự hào. Đội hình của hai đội vẫn còn có những vận động viên có thể lực rất tốt và thi đấu rất khéo. Bóng đó là của Yên Phong, pha bóng thứ hai. Các vận động viên Ninh Hiệp phòng thủ rất tinh nghệ, nhưng tiếc là tình huống cuối cùng bóng đã kết thúc với pha đập bóng của số 2 để bóng đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho đội Ninh Hiệp trong pha bóng này, họ phòng thủ rất tốt rồi nhưng tình huống tấn công kết thúc cuối cùng thì lại thiếu chính xác. Một pha bóng tiếp tục ở chuỗi giao tranh tiếp theo, bóng đi ra ngoài. Điểm số là 16-14 cho đội Yên Phong. Pha bóng tốt của Ninh Hiệp. Khoảng cách điểm số chỉ còn một điểm thôi, 15-18, xin lỗi 15-16. Thực đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Thêm một pha bóng nữa, tình huống tấn công vừa rồi là của chủ công số 10 ở bên đội Yên Phong Bắc Ninh, điểm số 17-16. Thưa quý vị, là các vận động viên ở trên sân thi đấu lúc này có tuổi đời từ sinh năm 1984 đổ về trước. Vậy là các vận động viên cũng đang cống hiến cho khán giả những pha bóng rất sức đẹp mắt. Điểm được nâng lên cho Yên Phong, 18-16. Và bóng rất mạnh tay của số 11 bên đội Ninh Hiệp, nhưng vẫn thiếu chính xác, bóng đi ra ngoài. Điểm cho Yên Phong 19-16. Và bóng đã buộc cho các chàng trai của đội Ninh Hiệp phải xin hội ý. Yên Phong đã dẫn trước ở set đấu thứ nhất rồi. Bây giờ nếu như Ninh Hiệp không cố gắng để vươn lên thì chắc chắn họ phải chịu thua 2-0. Và mọi người ơi, chúng ta theo dõi trận đấu, nếu như hình ảnh mà chưa đảm bảo thì mọi người nhấp vào hình bánh răng ở bên phải hoặc là bên phải và bên không biết là trên hoặc dưới, nó tùy vào thiết bị. Nên là chúng ta nhấp vào hình bánh răng ở trên màn hình nhá. Chúng ta nhấp vào chữ nâng cao, rồi là chọn vào hình ảnh là chất lượng là 1080 để được trải nghiệm theo dõi trận đấu với hình ảnh tốt nhất. Còn nếu như để mặc định thì tùy vào vị trí mạng mọi nơi, thì thường là khi mình mở lên thì nó chỉ mặc định là thường là 480 hoặc 720 thôi. Nên là chúng ta xem sẽ không được rõ. Của số 11 bên đội Ninh Hiệp, điểm là 20-16 rồi. Như vậy là không còn cơ hội, có thể nói cơ hội là còn rất mong manh cho đội Ninh Hiệp để có thể đưa đối thủ sang set đấu thứ 3. Yên Phong chỉ cần ghi một điểm xuống nữa thôi. Bóng ngoài sân.
ở set đấu thứ hai, đội hình của Lương Quốc Cường. Đối đầu với doanh nghiệp Xứ Lạng của Sinh Mẩu trong thời điểm set 2, Xứ Lạng dẫn trước, doanh nghiệp Lạng Sơn dẫn trước 20-17, nhưng Bản Ninh đã xuất thần ghi nhiều điểm số liên tiếp và lấy lại thế trận và giành chiến thắng cho đội. Vậy là set đấu này đã kết thúc rồi. Kiên Phong Bắc Ninh đã giành chiến thắng với điểm số 21-18. Vâng, vậy là cặp đấu tiếp theo sẽ được tiếp tục diễn ra giữa đội Võ Nhai Thái Nguyên. Thái Nguyên sẽ đối đầu với Chí Linh Hải Dương. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên thì trong thời gian chờ đợi hai đội đang khởi động thì mình xin tạo video khác, tạo video tiếp theo để cho mọi người cùng theo dõi trực tiếp ở trên đường live này. Nhưng mà sẽ tạo một video mới để khi mà các trận đấu tách biệt như vậy thì mọi người theo dõi sẽ tiện hơn. Một trận đấu kéo dài trên đường live thì cũng rất bất tiện cho mọi người tìm kiếm video. Mọi người hãy quay lại với kênh trong khoảng 5 phút nữa. Trận đấu vừa rồi thì mình đã để ảnh bìa bị lỗi, nên là bây giờ mình tranh thủ sửa lại ảnh bìa cho mọi người và tạo đường live mới, trận đấu mới. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 5 phút nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.